27 đẹp quá nè anh em. Nói chung là xe mấy nay về xe ăn cóc nhiều ha. Chiều nay về được món in bằng cát 26 gia đình, món in màu xanh 23, rồi về em được Spark 2016 gia đình bản full 2 nữa. Đó. E10 này chất xe rất là đẹp anh chị nha, mẫu mới rồi, ga răng mới rồi. Thì xe này để cho anh em mình là 220 gia đình, không taxi, không dịch vụ, có taxi dịch vụ cho luôn xe nha. Xương đầu rất riêng hết, xe nguyên gia đình nha anh chị nha, chạy mới có chưa được 100.000, mới 90.000 thôi. Chạy mới 90.000, 2 chìa khóa riêng theo xe còn nha anh chị nha. Đừng so với xe taxi dịch vụ anh em nha. Taxi dịch vụ về dòng này nó tầm khoảng 108-109. Này gia đình để anh em mình 22, còn giảm còn bớt nha. Có xem là có bớt và có chạy thử là có bớt luôn anh em nha. Đó, anh em nhìn nhìn tích ly tích lô nè, đi không nổi luôn. Đẹp lắm anh em. Sùng chỉ kêu chỉ ốc tán nè, mới tin nè. Trong xe đẹp lắm. Đời 27 đời cao mẫu mới nha. Anh em quan tâm mẫu này thì liên hệ cho em, full đồ chơi rồi, màn hình kênh Gia Hành Trình. Đăng kiểm tới 2025 nha. 220 còn giảm còn bớt xe ngay chủ. Rồi ok, anh em nào quan tâm liên hệ cho em qua số 0866 678 971 và 0834 333 771 nha. Cảm ơn anh em mình nhiều anh em ơi. Anh em nào chưa đăng ký kênh, bấm nút đăng ký để cập nhật nhiều video hơn nha.